Như các bạn đã biết, thì nhân loại vừa trải qua một trong những đại dịch lớn nhất từ trước đến nay. Tốc độ lây lan cũng như tác hại của virus này thì chắc là ai cũng đều biết rồi. Số lượng người lây nhiễm và tử vong vì COVID-19 này tăng lên mỗi ngày và để lại những thiệt hại nặng nề về mọi mặt đời sống. Tác hại ghê gớm là thế, ấy thế nhưng mà, nếu xét về tỷ lệ người nhiễm và bay màu thì COVID-19 có lẽ còn phải xách dép lên và chạy thêm một đoạn dài nữa cũng chưa chắc đã đuổi được một số đại dịch cộm cán sau đây đã từng diễn ra trong lịch sử. Tất nhiên là sẽ xét theo một cách không được xanh chín cho lắm bởi vì sự chênh lệch về trình độ phát triển y tế, trang thiết bị bảo hộ, ý thức vệ sinh, vân vân. Nhưng nếu để nói về con số thương vong của một số đại dịch lên đến vài chục triệu thì xin phép đừng mời Corona cho xin cái tuổi. 1. Đại dịch hạch Justinia, không còn ai để chết. 3 trong số những đại dịch chết chóc nhất từng được ghi nhận trong lịch sử đều có chung một thủ phạm. Đó là con vi khuẩn mang tên Yersinia pestis, hay còn gọi là vi khuẩn gây ra bệnh dịch hạch. Người nhiễm bệnh bị lây từ các loài động vật gặm nhấm như là thỏ, chuột, thông qua vật chủ trung gian là bọ chét nhiễm khuẩn. Triệu chứng của căn bệnh này y như cái tên của nó. Người nhiễm sẽ bị nổi lên những cục hạch ở dưới nách, cổ hay là dưới háng. Một dạng nữa đó là bị nhiễm ở phổi, sẽ dẫn đến bị sốt và ho ra máu. Thế nhưng mà kinh khủng nhất, nó ở cái dạng thứ 3, đó là bị nhiễm ở trong máu. Thì cái dạng thứ 2 và thứ 3 ra đi khá là nhanh, cỡ 1 đến 2 ngày là bay màu. Dạng 1 thì lâu hơn một chút, cỡ khoảng 1 tuần, nói chung là khá tồi tệ. Dịch hạch Justinian có thể đã bắt đầu từ Ai Cập vào năm 541 sau Công Nguyên và sau đó lan ra các lục địa khác qua những con tàu thương mại, có những con chuột mang bọ chét nhiễm bệnh. Khi dịch bệnh này đến thủ đô Constantine của đế chế Đông La Mã, nó đã khiến cho khoảng 300.000 người tử vong ngay trong năm đầu tiên. Đại dịch Justinian cũng được coi là đại dịch đầu tiên từng được ghi nhận trong lịch sử nhân loại khi lan rộng ra khắp châu Âu, châu Á, Bắc Phi và thế giới Ả Rập. Ở thời điểm này thì do trình độ y tế còn khá là hạn chế nên xem ra căn bệnh này là một bài toán nâng cao cỡ toán Olympic quốc tế, còn trình độ y học thì chỉ cỡ học sinh trung bình. Con người lúc đó không có cách nào để có thể cưỡng lại được sức mạnh của vi khuẩn do Yersinia pestis này, ngoài việc dùng bột phấn để sát khuẩn cơ thể cũng như là đẩy các xác chết đi thật xa nơi ở, thậm chí là thả trôi trên những chiếc thuyền ra đại dương. Khi dịch hạch Justinia kéo dài khoảng 200 năm và nó chỉ chịu dừng lại khi khiến cho khoảng 30 đến 50 triệu người tử vong, tương đương với một nửa dân số thế giới lúc bấy giờ. Đại dịch kết thúc cũng là khi đế chế Đông La Mã suy yếu, các nền văn minh khác được đà tái chiếm vùng đất Đông La Mã và đế quốc này không bao giờ có thể vực dậy được nữa. 2. Cái chết đen, 200 triệu người tử vong. Dịch hạch là một cơn ác mộng trong lịch sử nhân loại và nó còn là con bệnh dai dẳng nhất khi mà 800 năm sau nó đã quay trở lại và khiến châu Âu oằn mình trong cái chết đen. Black Death năm 1347 với 200 triệu người tử vong chỉ trong vòng 4 năm. Tuy nhiên, cái chết đen cũng đánh dấu là lần đầu tiên biện pháp cách ly được thực hiện để ngăn chặn dịch bệnh. Vào thời điểm đó, người dân vẫn chưa có những người biết về khoa học, về sự lây lan của dịch bệnh, nhưng họ biết có một vài điều họ có thể làm để hạn chế điều này. Đó là lý do vì sao mà những quan chức với suy nghĩ đi trước thời đại ở thành phố cảng Ragusa đã quyết định cách ly các thủy thủ mới đến đây cho đến khi họ có thể chứng minh được rằng mình không bị ốm. Đầu tiên, các thủy thủ sẽ phải ở trên tàu của họ trong vòng 30 ngày theo quy định của bộ luật tên là Trentino. Sau đó, các nhà chức trách đã quyết định tăng thời gian cách ly lên 40 ngày trong luật mới gọi là Quarantino, nguồn gốc của từ Quarantine, nghĩa là cách ly trong tiếng Anh và dần trở thành tên gọi của biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh. 3. Đại dịch hạch London, đại dịch kéo dài 300 năm. Có thể nói rằng London chưa bao giờ được nghỉ ngơi trước những cuộc tấn công của dịch hạch. Sau cái chết đen, dường như đây là mảnh đất màu mỡ và đầy yêu thích của tụi vi khuẩn Yersinia pestis này khi mà đến hẹn lại lên, cứ khoảng 20 năm, dịch hạch lại xuất hiện một lần tại đây. Suốt từ năm 1348 đến năm 1665 với 40 đợt bùng phát trong vòng 300 năm. Sau mỗi đợt bùng phát dịch thì ước tính có khoảng 20% đàn ông, phụ nữ và trẻ em sống tại thủ đô của nước Anh đã tạm biệt trần thế để về với Chúa. Vào đầu những năm 1500, Anh đã thực hiện bộ luật đầu tiên, yêu cầu tách riêng và cách ly những người bị bệnh. Những gia đình bị dịch bệnh tấn công sẽ được đánh dấu bằng một kiện cỏ được treo trên một cây gậy bên ngoài. Nếu người nào có người thân mắc dịch hạch, người đó sẽ phải mang theo một cây gậy trắng khi đến nơi công cộng. Đại dịch hạch năm 1665 là đợt bùng phát dịch bệnh cuối cùng, nhưng cũng là một trong những đợt bùng phát tồi tệ nhất kéo dài hàng thế kỷ, khiến cho 100.000 người London thiệt mạng chỉ trong vòng 7 tháng. Tất cả các hoạt động vui chơi giải trí nơi công cộng đều bị nghiêm cấm, và các bệnh nhân bắt buộc phải ở trong nhà để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Mặc dù việc giam những người bị bệnh ở trong nhà và chôn các thi thể ở những ngôi mộ tập thể bị coi là dã man, nhưng đó lại là cách duy nhất thời điểm bấy giờ để khiến những đợt bùng phát cuối cùng của dịch bệnh chết chóc này kết thúc. 4. Bệnh đậu mùa làm giảm tới 95% dân số.
Đậu mùa là dịch bệnh đã lan rộng ở khắp châu Âu, châu Á và các nước Ả Rập trong hàng thập kỷ, trở thành nỗi ám ảnh trong lịch sử nhân loại với tỷ lệ tử vong cực cao. Cứ khoảng 10 người mắc thì sẽ có 3 người chắc chắn là hẹo, trong khi những người còn lại thì cũng không có kết cục tốt đẹp gì khi sẽ phải sống chung với chi chít những vết sẹo trên cơ thể suốt đời. Do không có miễn dịch tự nhiên trước bệnh đầu mùa và con virus này lên hàng chục triệu người bản xứ ở Mexico và Mỹ đã thiệt mạng. Chưa có sự tàn phá dân số nào trong lịch sử nhân loại khủng khiếp như những gì đã xảy ra ở châu Mỹ, khi mà 90-95% dân bản xứ bị xóa sổ trong vòng một thế kỷ. Dân số Mexico đã giảm từ 11 triệu người trước dịch bệnh xuống chỉ còn 1 triệu người để không đấu lại đại dịch. Hàng thế kỷ sau, đậu mùa đã trở thành đại dịch đầu tiên do virus gây nên, kết thúc nhờ vào việc tìm ra vaccine. Vào cuối thế kỷ 18, một bác sĩ người Anh tên là Edward Jenner đặt nền móng cho việc sử dụng vaccine để ngăn ngừa dịch bệnh với con người. Nhờ phát hiện của Edward Jenner gần 2 thế kỷ sau, năm 1980, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tuyên bố bệnh đậu mùa hoàn toàn bị xóa sổ khỏi trái đất. Cho đến nay, đậu mùa vẫn là căn bệnh duy nhất mà con người xóa sổ được trên phạm vi toàn cầu. 5. Dịch cúm Tây Ban Nha, 500 triệu người nhiễm trên toàn thế giới. Đại dịch cúm Tây Ban Nha diễn ra từ tháng 1 năm 1918 đến tháng 12 năm 1920. Hầu hết các đại dịch cúm khác sẽ làm tử vong người trung niên, người già hoặc đã bị suy yếu. Thế nhưng mà với riêng con virus cúm này thì nó lại ngược lại. Số người tử vong phần lớn là những người trẻ và khỏe mạnh. Vụ dịch cúm đầu tiên của đại dịch này liên quan đến virus cúm H1N1. Nó gây nhiễm cho 500 triệu người trên toàn thế giới, bao gồm cả các hòn đảo xa xôi tại Thái Bình Dương và Bắc Cực. Nó cũng đã giết chết từ 50 đến 100 triệu người trong số những người bị nhiễm bệnh, nghĩa là từ 3 đến 5% dân số thế giới, khiến nó trở thành một trong những thảm họa thiên nhiên khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại. Với những số lượng từ vài chục triệu cho đến vài trăm triệu, thì có thể thấy đại dịch cúm corona của thế giới năm 2020 vẫn còn chưa ăn thua lắm so với những đại dịch trong quá khứ. Nói như vậy là để thấy được những nỗ lực của những tổ chức y tế và chính phủ các quốc gia, trong đó điển hình là Việt Nam, là vô cùng tuyệt vời và đáng trân trọng.